Điện máy xanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tên là Ngọc Dào, năm nay con 9 tuổi, quê con ở Đồng Nai, con lên thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm rồi. Mọi người ai cũng nói con là con gái mà gọi như con trai á. Chỉ mình mẹ con nói con là công chúa có 1 không 2 của mẹ. Ba con làm kỹ sư công trình nên là hay đi công tác xa nhà. Vì vậy mẹ con phải nghỉ làm để lo cho anh hai và con nên mẹ rất là buồn. Con đang theo học lớp đờn ca tài tử ở nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Con học được 2 năm rồi. Thể loại nhạc nào con cũng thích hết á, nhưng đặc biệt là thể loại nhạc rock và nhạc cách mạng là con thể hiện tốt nhất. Con rất vui khi con được tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. Wow, hồi nãy giờ con tâm sự chú đứng ở sau rình đã nghe hết rồi. Và con biết trên tay chú cầm cái gì không? Dạ, trên tay chú cầm hộp quà. Đây, chú sẽ mở ra, con sẽ bóc một trong những phần quà. Chắc chắn chưa? Rồi, bây giờ con sẽ mở ra xem con sẽ hóa thân nhân vật nào đây. À, con Phương Uyên. Wow. Yeah. Con mong mọi người sẽ yêu thích các đêm trình diễn của con và mọi người sẽ bình chọn cho con thật nhiều. Cho bé Ngọc Dào. Con chào chú ạ. Trời, nghe cái giọng sáng là thấy giàu rồi. Trời ơi, dòm xuống đôi giày nó trời trôi mắt quá. Đôi giày hột sòn không. Trời ơi, cái tay đeo quá trời hột bẹt. Nhìn là thấy giàu rồi. Con ơi, con chọn bài gì của cô Uyên? Dạ, con sẽ chọn bài Người Ô Thương Nhớ. Trời ơi, cái bài này ha, cái giọng của Uyên hát á, nó rất là lãnh lót. Con thấy khó không? Con cũng hơi thấy khó. Tại vì cô có nhiều đặc điểm riêng là có vài chỗ thì cô hát giọng Bắc, mà có vài chỗ thì cô lại hát giọng Nam, mà có vài chỗ giống như là chân là cuốn cái cuốn cuốn môi lại. Ca tiên do các con ngựa ôm, ngựa ôm, ngựa ôm. Chị Phương Nguyên không hát ngửa ô, tức là nói ở giữa chữ ô và chữ âu á. Ngửa. Đúng rồi, đó con phải nhớ những cái điểm đó nha. Vậy là chúc con ngựa non này lên sân khấu sẽ thật là bốc. 2, 3, nghiêng. Nghiêng. Cái nữa. Oh,
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá la. Nghiêng câu ca dao, nghiêng mái chèo, dưới bóng cây ngô đồng có con người duyên chân, có hai người thương nhau. Công của vũ đoàn The Green. Chúng ta vừa xem một tiết mục mở đó, bé Ngọc Dao cùng với hai vũ công như tái hiện lại hình ảnh của nhóm ba con mèo trước đây, rất là sôi động và máu lửa. Một tràng pháo tay nữa dành cho cô bé đáng yêu của chúng ta, thưa quý vị.